Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức đoàn khảo sát các trung tâm logistics tại khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng và Hà Nội nhằm đánh giá về thực trạng dịch vụ logistics tại Việt Nam, đặc biệt là những cải thiện trong thời gian gần đây. Logistics đóng vai trò quan trọng vào quá trình phân phối hàng hóa từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng và là cầu nối thương mại toàn cầu. Logistics gắn liền với hoạt động kho vận, giao nhận vận tải, vật liệu từ nhà cung ứng đến nhà sản xuất, sau đó luân chuyển hàng hóa từ khâu sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng, v.v. Đại diện lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, Chính phủ, các bộ ngành rất quan tâm đến vấn đề này và đã thể hiện thành các văn bản pháp luật cụ thể là mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 200 QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. Theo đó, ngành dịch vụ logistics Việt Nam sẽ phát triển với tốc độ 13-15% và là một trong những ngành có tiềm năng rất lớn đối với nền kinh tế. Theo báo cáo điều tra về chỉ số hoạt động logistics LPI năm 2018 của Ngân hàng Thế giới WB công bố, Việt Nam được xếp hạng 39 trên 160 nước, tăng 25 bậc so với năm 2016. Hiện Việt Nam đang phấn đấu tiếp tục tăng lên 5 đến 10 bậc, tức là ở thứ hạng 30, ngang bằng với các nước phát triển.